cái đạp cho chân em gì nè. Ngọc Hân, anh An Giang, cái chân này ra, cái chân này của em anh đạp bên kia. Em đẹp mẹ này nào, em đẹp anh đạp chân em. Em nói cái đội này sợ dữ, sợ anh như vậy ơi, giống như là hang ơi, nó nhà này giống mấy bé bánh xe rồi luôn á. Anh chân em ở thể thao mà chơi như vậy là anh chơi gì là anh Giang cái gì rồi. Quá có mọi người ơi, áp lực anh ơi, áp lực con số về đêm số một lên đó, không được tay nha. Rồi số hai lên, số hai có khánh. Ê ê ê, làm gì vậy, làm gì vậy, đẹp là sao. Đúng rồi. Đúng rồi. Chết rồi. 4-1, hiện tại là mình 4. Là mình 4. Mà 4 là anh ơi, nào? Anh có thể nói chữ tỷ số không? Kết quả là 4-1. Rồi nói đi. Số 3 lên. Gì vậy? Số 3 về, số 2 lên. Số 3 về, về số 2 lên. Hãy yêu lên lòng vì đấy. Số 2 lên. Hãy yêu lên lòng vì đấy. Số 2 lên. Hãy yêu lên lòng vì đấy. Sao không? Em không sao, em được lắm. Không cần em nói gì đâu. Gì đâu? Bây giờ nắm máu chim bị dương. Chết rồi, năm rồi, năm một rồi. Ôi Khánh nhanh quá. Đúng không? Gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy, gì vậy. Một mà. Năm một. Ba. Trong đó gì vậy? Em tác được cái gì? Tôi nói là khi nào tôi kêu chạy lên, tôi luôn có chuyện số. Anh đừng có giống như vậy em ơi. Anh đừng bị liệu. Số 1 lên. Đúng rồi, canh bên đây nè, canh bên nhà người ta nè, Lục ơi, canh bên nhà người ta nè. Đúng rồi, số 2 lên. Số 2, số 2. What? Số 2 kìa, tôi số 3 lên chứ vậy? Số 3 lên. Số 1 về, số 3 lên. Một về, về là không, về là không bị lấy đúng không? Cái gì vậy? Về là bị lấy không? Cái gì vậy? Về là bị lấy không? Do lên giải thức. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây, ở cái đường này hai đội đều phạm luật. Nhưng mà có rồi, cái người cướp, em có người cướp. Rồi. Ban giám khảo. Đặt hai, đúng rồi, mình thắng mà. Trời ơi, ủa gì vậy ban giám khảo? Ủa sao tự nhiên nó chút chút cái lần được đâu hai vậy? Luật trước, bên kia phạm luật. Không, anh luật phạm luật trước. Số 3 lên. Chị. Hai lên. Số 2. Kìa, kìa. Tỷ số hiện tại là 6-2. Số 1 lên. Số 1 về. Số 1 về thôi. Số 1 về mà. Nó giật nó chạy. Nó giật chạy trước khi số 1 về. Nó giật chạy trước khi số 1 về. Tại vì Vinh giật chạy trước khi một về thì đó luật đã giật lại rồi, cái số một về đó nó không hiệu nghiệm nữa bởi vì đang trên đường chạy. Đúng rồi. Gì mà giỡn đều vậy? Đây là 7-2. Máy là máy máy là mình thôi vậy anh. Số 1 đây. Đúng rồi thì số 1 kìa. Giật luôn anh luôn. Chưa, không được, anh đâu, anh không dám đánh liều được em. Số 1 về. Về. Về đây. Số 1 lên. Số 2 lên. Đi luôn ăn chọc lóc, đi luôn ăn chọc lóc, đi luôn ăn chọc lóc, đi luôn ăn chọc lóc. Đúng rồi, yeah. Anh chết chữ khách, anh chết chữ khách, anh chết chữ khách kìa. Mở lại, mở lên, mở lại đi, mở lên, mở lại. Không có. Khoan, để thôi camera. Tại vì hướng di chuyển thôi. Không có, tỷ số là 7-3. Người ta nói là không biết, tại vì nhanh quá. 7-3, 7-3. Trời ơi, bên mình mới có 3 thôi. Số 3 lên. Chụp đi, chụp đi, chụp đi. Số 1 lên. Số 1 về. Số 1 lên. Lấy luôn, về luôn, lấy luôn, lấy luôn đi. Lấy luôn. Cái tay nhìn mới đụng. Cái tay nhìn mới đụng. Số 3 về, số 3 về. Số 3 về, số 3 về. Cái tay Vinh mới độn 7-4. Chết rồi, sắp bằng rồi, sắp bằng rồi. Số 1 lên, số 1 lên. Số 1 chết, chết, anh chết.
Anh Luật ngát quá. Không phải, anh sợ anh quay đầu không được. Thôi hai, Thuận ơi đi luôn, đi luôn luôn. Thuận ơi đi luôn, đi luôn luôn. Thuận ơi đi luôn, đi luôn luôn. Anh Luật chơi đạp cho chân em gì nè. Nào hả? Anh ăn gian. Cái cha mày ra. Cái chân này của em anh đạp bao nhiêu rồi? Để em té hay nào? Em té. Anh đạp chân em. Em thấy cái đội này sợ dữ sợ. Anh ơi giống gì nè, suy nha. Ơi nói nhà này giống mấy bé bánh xe rồi luôn á. Anh chưa nghe em. Ở thể thao mà chơi như vậy là anh hả? Chơi vậy là anh nha. Cái gì rồi? Quá. Có. Em bị ngộ nhận á. Rồi vậy đi, chỉ có lại là 8, 4. Ôi, trời ơi. Số 1 lên. Chơi nhỏ là hồn hoài luôn á. Tội anh lực. 3 lên. Không sợ ổn rồi. Không sợ ổn rồi. Không sợ ổn rồi. Trời ơi, Ngọc ơi, cái lực diễn kịch đó. Làm cho phân tâm của bé. Cái đó là phải anh dân bảo quản chứ. Em đâu có bảo quản anh luôn. Cái nhánh hoa phải nở qua bên này. 9, 4. Nó phải mọc bên này nè. Về đi mà. Anh cho nó mọc bên kia ngoài đội em đâu có thắng được. Về đi, cái bà lên. Số 2 lên. Đi luôn. Không chưa chưa. Thấy luôn không? Ê. Không Trúng. 9, 5. Anh Giang. Số 1 lên. Mệt lắm rồi, anh có thiệt. Sắp lá cà đi anh. Số 2 lên. Số 3 lên. Chỉ riêng, chỉ riêng ngay bây giờ được đụng ai cũng được. Ủa kìa, ai cũng được, ai cũng được kìa. Trả rồi, ai cũng được, ai cho dữ thôi. Thì từ từ. Trời ơi, ai đụng quá. Trời ơi, đâu, chị Ngân đụng mới được. Đâu có ai đụng cũng được, em đụng hết rồi. Chị Ngân đụng mới được mà. Trời ơi, anh ra để em đụng mới được. Đâu, sai rồi. Dừng lại. Hồi nãy anh cho riêng cái luật ở lượt này là ai đụng cũng được mà. Tỷ số hiện tại là 9 và 6. Thưa quý vị, hoa đã tàn nên đổi thành heo. Số 3 lên. Đi. Cho nằm. 1, 2, 3. Số 2 lên. Đi luôn. Ngân bên này nè. Số 1 lên. Chạy đâu vậy? Số hiện tại 16. Còn 5 điểm nữa. Số 1 lên. Mệt quá. 1 về 2 lên. 1 về 2 lên. 2 về 3 lên. 2 về 3 lên. Một lên. Anh sắp ngồi rồi, anh sắp ngồi rồi. Không biết. Chứ mà anh vô mà làm gì vậy? Anh đứng lâu lắm. Không phải. Anh đứng phải. Té vô mà. Đụng mà anh lắm, anh dữ lắm. Tôi té cái mặt anh dữ rồi. Cái mặt tôi đập vô cái Google luôn mà. Nhưng mà vấn đề là anh bỏ con heo ra chứ anh nằm. Không phải, tôi té. Nhưng mà anh đụng con heo rồi. Heo dạ đây. Đúng rồi, anh khi nào tôi giật mà. Trong tất cả cuộc chơi, chỉ khi nào trọng tài kêu dừng trận đấu thì trận đấu mới dừng. Còn tất cả là vẫn phải chơi. Đúng mình, rồi. Mình tự dừng, người ta cướp là mình ráng chịu. Vô tình té thôi, chứ phải là té. Đang chơi mà đâu tính vô tình anh. Trời ơi em ơi, em chơi gì căng gì em. Chơi mà chơi sống chết gì em trai. Sống chết là đời, là cuộc đời. 11, 6, số 1 lên. Anh đụng đi. Ngu cho đụng. Số 2 lên. Trời ơi trời, tính hù người ta mà bóc thiệt luôn. Vậy mà em cũng giật được luôn hả nha? Bà tính hù ta bóc luôn trời. Không được có giật đi là được. Không phải anh bé hù em giật. Đại hả? Chị Ngân bị liệu. Đừng có chạy, bóc thôi chứ đừng có chạy là được. Em cứ hù. Cứ hù thoải mái. 12, 6. Số 3 lên.
số 35. Ủa sao cứ sao sao vô quá tốt vậy? Vậy chị cũng sao? Em massage gấu chị là dễ thương. Thứ ba sờ, sờ quá về đi. Thứ ba về, số 1 lên. Thứ ba về. Thứ ba về kìa. Thứ hai lên. Thôi thôi. Còn 2 điểm nữa, còn 2 điểm nữa. 3, 6, 1 lên. 1 hoài luôn. Ủa, kêu tôi chết, số 1 là cái gì? Số 1 đem chôn. Mệt thiệt rồi. Số 2 lên. Số 1 về. Số 1 về. Về, về. Ê, số 3 thì lên tới dữ vậy. Số 1 lên. Số 3 lên. Ây da, ây da. Số 1 là gì không? Được, em chặn đòn đâu chạy nổi. Làm sao em đứng bên đây nè. 14-6. Có nghĩa là gì? Một lần duy nhất đội mình thắng, chiến thắng. Không sao. Không sao, không sao, chuyện gì cũng có thể xảy ra ha. Số 1 lên. Rồi, rồi, rồi ơi. Anh em mình nghĩ hoài chuyện quý. Không bóc chạy. Số 3 lên. Chạy thì bị bắt mệt lắm. Lấy ngọc, lấy ngọc. Lấy đi đâu mà, lấy đi đâu mà, lấy đi đâu mà, lấy đi đâu mà, lấy đi đâu mà. Không phải là mặt em béo lắm. Rồi, đối chung cuộc coi. Có chạy cũng chạy không nổi. Game này game đầu tiên đó. Mà chơi mệt vậy rồi đó. Như vậy là ở game đầu tiên này đội chiến lược chiến thắng. Ngay bây giờ là game chơi thứ hai của chương trình Bảy Nụ Cười.